Xin chào, rất vui được chào đón anh chị quay trở lại video tổng kết thị trường. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tóm tắt lại diễn biến của VN-Index trong phiên ngày hôm nay, cũng như là chúng ta sẽ đánh giá một cái phiên ngày hôm nay vận động đang thể hiện điều gì để có thể đưa ra những kịch bản trong những phiên tới và đưa ra cái kế hoạch và hành động và xử lý đối với các tài khoản anh chị mà đang nắm giữ cổ phiếu cũng như là đang nắm giữ tiền mặt canh mua anh chị nhé. Thì chúng ta nên hành xử thế nào để phù hợp với cả thị trường giai đoạn này. Rồi ok anh chị, bất kỳ câu hỏi nào về thị trường và các mã cổ phiếu cụ thể thì anh chị có thể là do trong phần Zalo anh chị nhé, trong phần mô tả hoặc quét mã QR bên góc qua phải màn hình, hoặc anh chị có thể để lại trong phần bình luận thì Sơn sẽ hỗ trợ là giải đáp cũng như là chia sẻ anh chị góc nhìn và cái kế hoạch và chiến lược giao dịch với từng cổ phiếu cụ thể mà anh chị đang quan tâm nhé. Rồi ok, và cuối cùng là anh chị cũng đừng quên like video nếu anh chị xem sau không kịp xem giờ tham chiếu, thì giờ công chiếu thì anh chị có thể là chưa câu hỏi thì anh chị có thể là thả tim hoặc là vẫy tay anh chị nhé, để tăng cái tính tương tác của video cũng như là khích lệ tinh thần anh em làm những cái video chất lượng hơn nữa để hỗ trợ anh chị nhé. Rồi ok, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Quay trở lại thị trường thì hôm nay là một phiên diễn biến có thể nói là tương đối là hấp dẫn đúng không anh chị, với những cái pha gọi là kéo lên giật xuống mà thủng đáy mấy lần liền này, xong lại kéo lại lấy lại đáy này, xong lại thủng đúng không anh chị, và kết phiên lại là âm 14 điểm của thị trường. Với cái thanh khoản hôm nay có cải thiện hơn ngày hôm qua, là thanh khoản đâu đó là 14.800 tỷ anh chị nhé, với 755 triệu đơn vị cổ phiếu được khớp lệnh. Có 448 mã giảm, chỉ có 66 mã tăng thôi, 52 mã tham chiếu. Và cái ngày hôm nay thì có một cái tín hiệu tương đối là ok, đó là việc nước ngoài đã bắt đầu là giải ngân trở lại anh chị. Ngày hôm nay thì bán dòng Vinhome 250 tỷ. Vậy là tính cả cái mua dòng 300 tỷ này thì nếu mà trừ Vinhome đi thì chúng ta sẽ có là mua dòng ở các cái cổ phiếu khác đâu đó là loanh quanh là bao nhiêu anh chị, là khoảng 500 tỷ anh chị nhá, vì lý do là Vinhome thì trước là cũng đã mua thỏa thuận 2.000 tỷ, vậy nên là có một cái những cái lượng hàng đối ứng bán lại thì cũng là bình thường thôi. Và ngoài tới nữa là có một cái điều chú ý anh chị nhá, ở một số cổ phiếu trụ đang tác động đến VN-Index cái thời điểm này, đấy là quỹ của VN30, VN Diamond anh chị nhá, là sẽ cơ cấu danh mục vào cái tuần là ngày hôm nay là bao nhiêu ạ, vào cái tuần này là cái tuần mà 30 tháng 10 cho đến ngày mùng 3 tháng 11 anh chị nhé. Vậy nên là có thể là những cái hành động cơ cấu của quỹ diễn ra vào cuối giờ, đặc biệt là phiên ATC, sẽ có những cái nhũ nhũ nhất định vào những cái mã cổ phiếu khiến cho nó cái chỉ số nó sẽ áp vào ATC có những biến động anh chị nhé. Thì đấy là một số cái chị chú ý. Anh chị có thể search cái kỳ cơ cấu VN Diamond quý 4 ở trên Google anh chị nhé, sẽ có ngay cái danh mục là mua cổ phiếu nào vào và bán cổ phiếu nào ra đây anh chị. Thì anh chị nào đang cầm những mã cổ phiếu đấy thì chúng ta có thể là chú ý thêm một chút thôi, chứ thực ra là bản chất là khi mà các quỹ cơ cấu thì quỹ nào chả cơ cấu anh chị, còn danh mục thì họ phải cơ cấu lại thì để dồn cái vốn vào những cái doanh nghiệp nó có triển vọng về cái hoạt động sức kinh doanh chứ đúng không anh chị, và trong quý 4 mà đấy. Rồi quay trở lại với thị trường thì hôm nay thanh khoản anh chị thấy là tốt hơn ngày hôm qua đúng không anh chị, và cả cái phiên này thì thanh khoản cũng không mạnh như này đâu, và chị nhìn này. Đấy, đến cái phiên chiều bắt đầu thị trường nó mới đạp thủng lại những cái mốc là 1037, 1038 anh chị đúng không ạ? Thế là thanh khoản nó vào nhiều hơn. Và đặc biệt nữa là anh chị chú ý là cái biến động của VN-Index ngày hôm nay anh chị nhá. Trong phiên ấy nó có một cái mà cho chúng ta thấy được là đây anh chị, vào cái lúc mà mấy giờ anh chị? Đây, chính xác là vào cái lúc mà 14 giờ 15 phút anh chị nhá. Rồi lúc 14 giờ 15 phút thì là có cái lượng thanh khoản đột biến và đánh cho điểm chỉ số rất là sâu vào một cây nến lúc đúng lúc 14 giờ 14 phút này nhá. Thì Sơn đã đánh giá cây nến là như thế nào thì một lát nữa chúng ta cùng view nhá. Rồi diễn biến hôm nay thì của các nhóm ngành thì thứ nhất là nhóm chứng khoán ngày hôm nay đúng không? Áp lực giảm ngay từ đầu phiên với rất nhiều cổ phiếu giảm đâu đó là 3%. Chúng ta đã view nhau rất nhiều lần về cái việc là nhóm cổ phiếu chứng khoán là nó đã tiếp tục cái nhịp chỉnh của nó đúng không anh chị? Vậy nên là khi mà nó phá đi những cái mốc chốt chặn anh chị, giả dụ HCM này, VCI này, SSI phá đi những cái mốc chốt chặn thì hiện tại bây giờ nó đang tiếp tục rơi anh chị nhé. Và chúng ta cũng đã view với nhau là cái việc mà dư địa mà giảm về chứng khoán là vẫn còn vì lý do đang treo cái vùng giá cao và chiết khấu chưa đủ đúng không anh chị, và chúng ta cũng đang kỳ vọng là cái nhóm ngành chứng khoán này nó sẽ chỉnh nốt một cái nhịp cuối cùng, là cái tín hiệu đầu tiên cho cái việc mà toàn bộ các nhóm ngành trên thị trường đã chiết khấu đủ và chúng ta sẽ có một cái đáy của VN-Index là cái đáy của chỉ số thị trường chung cho tất cả các nhóm ngành chứng khoán anh chị nhé. Vậy nên là ngày hôm nay cái việc mà giảm điểm từ nhóm chứng khoán này cũng là cái điều không có gì bất ngờ cả anh chị, mà chúng ta đã dự kiến với nhau được từ trước rồi đúng không anh chị. Và ngoài ra nữa, anh chị nào mà xem live cũng như là cái video tổng kết thị trường của Sơn đấy trong các cái phiên buổi chiều như thế này anh chị, hoặc là cái live buổi sáng đấy,
thì cũng view với anh chị là ngoài chứng khoán ra còn một cái nhóm ngành nữa nó cũng đang đang trên cái đà chỉnh chưa đủ là nhóm ngành chị, nhóm ngành dầu khí không anh chị đấy, giả dụ như PVS ngày hôm nay đấy chị nhá, đã treo leo ở cái vùng này, Sơn đã nhiều lần view anh chị đúng không ạ, xong cái cú áp thớt như này đấy thì hiện tại đang dừng lại cái hỗ trợ này, nhưng mà khả năng là nó phá thủng hỗ trợ này để rũ bỏ nốt những nhà đầu tư mà đang đu bám ở suốt cái quá trình tăng giá này thì là cao, vậy nên là cái mức hỗ trợ này thì trong một vài phiên tới sẽ không giữ được, vậy nên chị cũng chưa vội tham gia anh chị nhá. Đấy chị xem thì anh chị sẽ nắm được là kể cả những cổ phiếu PVD, BR này anh chị này, thì Sơn đánh giá khi nó treo leo trên cái vùng này thì là sẽ còn phải tiếp tục chỉnh tiếp những cái cú cuối nữa, thì hiện tại giờ nó đang chỉnh cho anh chị nhá. Vậy là chúng ta đã có được cái sự gọi là điều chỉnh đến từ gần như hầu hết tất cả các nhóm ngành, và ngoài ra nó bất động sản còn cũng đã chỉnh một cái nhịp rất là mạnh này đúng không anh chị, và bắt đầu có những cái cổ phiếu đang chứng lại cái đà giảm rồi anh chị nhá, giả dụ như SEO chứng lại đà giảm, DG chứng lại đà giảm này, DG hôm nay anh kéo lại tham chiếu này, không có nghĩa là đây đã là đáy anh chị, nhưng mà thứ nhất chúng ta thấy là những cái cổ phiếu này đang giảm một cái nhịp ở đâu đó hơn 40% rồi, nếu mà có giảm thêm một nhịp nữa thì đâu đó chỉ khoảng 10-15% nữa thôi là sẽ đến cái vùng gọi là gì ạ, chiết khấu đủ và cái vùng cân bằng của những cổ phiếu này anh chị ạ. Rồi vậy thì chúng ta đánh giá cái vận động của VN-Index phiên ngày hôm nay như thế nào. Đầu tiên anh chị là VN-Index ngày hôm nay là đang đi tìm đáy mới rồi, và cái việc mà nó không giữ được vào cái vùng 1037-1038 này thì chúng ta đã view ở cái nến ngày hôm qua đúng không anh chị, cái nến ngày hôm qua cho thấy một cái nhịp bull trap của nhóm ngành chứng khoán vào phiên thứ sáu, có nghĩa là nhịp của rút chân để gọi là dụ cầu của những nhà đầu tư bắt đáy đúng không ạ, khi rút chân ở phiên thứ sáu, và tất cả những anh chị mà bắt đáy ở phiên hôm thứ năm và thứ sáu đúng không ạ, là ngày hôm qua nó đã trả lại một cái cây là gần như là hết sạch cái lợi nhuận nếu chị bắt được cái giá mà thấp nhất của phiên thứ năm thứ sáu rồi, thứ năm thì đã gọi là lỗ rồi, còn thứ sáu thì là ngày hôm nay hàng về là khả năng là không có ăn đâu, thế nên là trong cái phiên ngày hôm qua là Sơn đã đánh giá là ngày hôm nay khả năng là nó tiếp tục cái gọi là cái gì ạ, cái dư địa cũng như là cái nhịp điều chỉnh của nó là xác suất cao hơn luôn anh chị, đến từ cái việc mà các cái cổ phiếu trong chứng khoán anh chị đấy nó đang quay đầu như vậy rồi, nó xác định cái pha bull trap rồi thì nó phải rũ cho đủ cho hết nhịp đúng không anh chị, thế nên là nó sẽ tác động đến thị trường, và ngoài ra nữa là ngày hôm nay có đến đến từ sự đóng góp của nhóm dầu khí nữa anh chị, và cái lúc mà lúc 2 giờ hơn anh chị thì là PVD sàn đầu tiên này đấy, nó kéo theo những một cái nhịp mà giảm của toàn bộ các cổ phiếu, nhưng mà có một cái điều đáng chú ý ngày hôm nay anh chị nhá, thì chúng ta sẽ cùng nhau để ý cái điều đáng chú ý là gì anh chị nhá. Rồi ngày hôm nay là anh chị nào chưa tham gia cái Zoom Zalo cộng đồng đầu tư theo đà tăng trưởng thực chiến của Sơn thì anh chị có thể là quét mã QR góc phải màn hình nhá, hoặc là tham gia theo đường link ở phần mô tả. Trong cái nhóm này thì là cái nơi chúng ta thứ nhất là cái diễn đàn để anh chị có thể là chia sẻ những cái thông tin về thị trường chứng khoán, cũng như là cái nơi mà anh chị có thể là đưa ra những cái câu hỏi hay là hỗ trợ cần giải đáp về các cái vị thế cổ phiếu cụ thể, thì Sơn sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về chiến lược anh chị nhé của những cái mã cổ phiếu đấy trong cái Zoom Zalo này hoàn toàn miễn phí, thế nên anh chị có thể là tham gia vào để chúng ta có thêm góc nhìn nhé. Ngoài ra nữa là trong cái Zoom Zalo này Sơn liên tục cập nhật cho anh chị cái diễn biến của thị trường để anh chị nào mà không có thời gian mà chúng ta theo dõi cái bảng điện hoặc là bám sát vào vì chúng ta còn bận những cái công việc chính và những cái công việc bên ngoài nữa đúng không ạ, thì chúng ta gọi là có thể đọc những cái cập nhật thị trường của Sơn để đưa ra hành xử của mình cho nó phù hợp anh chị nhé. Sau cái phiên sáng này thì cũng gửi cho anh chị này cập nhật VN-Index giữa giờ vào lúc 11 giờ 20 phút này, là phiên chiều nay hoặc những phiên tới này có thể xảy ra hiện tượng giải chấp này, nên là giá nào cũng có thể có này, bất kể là cổ phiếu có cơ bản tốt hay cổ phiếu đầu tư đầu cơ nào cũng sẽ bị ảnh hưởng, thì đó là lúc có thể thăm dò các mã cổ phiếu triển vọng trong danh mục theo dõi, vẫn tuân thủ chiến lược mua gom không mua tất tay, khi nào thị trường xác nhận đáy thì tất tay all in một tiền mặt, và khi nào tích lũy xong thì anh chị nào mà đánh margin thì có thể gửi danh mục thì Sơn hướng dẫn đánh margin, vì lý do là sử dụng margin là sử dụng đòn bẩy công cụ tài chính, nó có gọi là cả ưu điểm và nhược điểm với chị nhé, chúng ta biết cách sử dụng thì nó sẽ mang lại cho chúng ta cái việc tối ưu những khoản lợi nhuận nó tốt hơn, nhưng mà chúng ta ngược lại nếu mà chúng ta sử dụng không đúng cách thì đấy cũng là cái con đường mà nhanh nhất khiến cho anh chị mà đi đến cái việc mà thua lỗ gọi là trong trước mắt anh chị nhé, thậm chí là sẽ bị giải chấp những cái phiên ép bán nếu anh chị mà không quản lý trị được cái việc mà rủi ro của mình cũng như là cái tỷ lệ an toàn tài khoản của anh chị nhé. Thế nên là khi nào mà thay vì cái việc mà ngày hôm nay đúng không ạ, thì Sơn đã view với anh chị là rất nhiều lần về cái việc của thị trường cái dư địa giảm vẫn còn đến từ nhóm cổ phiếu chứng khoán là một, và cũng như là dầu khí nó chưa về cái vùng cân bằng sẽ chiết khấu tiếp đúng không anh chị, chỉ có mỗi cái nhóm ngành bất động sản ấy là khả năng là nó sắp chiết khấu đủ rồi đúng không anh chị, đang loanh quanh tích lũy ở vùng đáy, có thể là tích lũy đáy trước có nhịp rũ cuối có thể sẽ là đáy, thế còn nhóm ngành chứng khoán và nhóm ngành dầu khí là những cái nhóm ngành lớn đúng không anh chị, thì nó đang hơi hơi treo leo trên cái vùng gọi là đỉnh chưa chiết khấu đủ đấy, thế nhưng mà không có nghĩa là
Như thế là chúng ta hoảng loạn anh chị nhá. Như thế có nghĩa là gì? Có nghĩa là thị trường sau khi cái điều chỉnh này diễn ra anh chị thì đáy nó ở quanh đây rồi anh chị nhá. Thế nên là đã nốt cho anh chị đấy là nếu có giả chấp xảy ra này anh chị này thì cái hành động của chúng ta là gì anh chị? Canh những lúc giả chấp đấy, chúng ta phải xem những cái cổ phiếu trong cái danh mục mà anh chị đã đưa vào cái tầm ngắm anh chị nhá, đã đưa vào tầm ngắm thì đấy là cái việc mà khi mà thị trường giảm thì giảm chung toàn bộ thị trường và cổ phiếu, nhưng những cái cổ phiếu anh chị đưa vào tầm ngắm và những cổ phiếu anh chị đã lọc ra là có, thứ nhất là có sức mạnh giá rất là tốt, và thứ hai là có thể là có những cái triển vọng về cơ bản tốt, làm cái điểm tựa cho cái nhịp hồi phục nếu sau đó khi VN-Index tạo đáy diễn ra thì nó sẽ hồi phục cách rất mạnh mẽ đến từ cái việc gì ạ, thu hút được cái dòng tiền anh chị nhá. Có những cái cổ phiếu anh chị nó như kiểu là hoa hậu ở trên thị trường đấy anh chị, rất nhiều người nhòm ngó, thì khi nào ấy mà nó chiết khấu đủ về cái vùng hấp dẫn chắc chắn dòng tiền sẽ tham gia vào rất mạnh. Vậy thì chúng ta phải view xem là trong lúc những giải chấp đấy anh chị này, cổ phiếu nào là có lực cầu đấy anh chị nhá. Thế này là Sơn mới nói với anh chị như vậy, cổ phiếu cơ bản tốt hay là cổ phiếu đầu cơ gì thì cũng sẽ giảm theo thị trường và nó sẽ rất triển vọng đối với anh chị nào mà nhìn thấy khi mà lúc có giải chấp anh chị, tất cả nhà đầu tư mà bị căng margin, bị côn margin, sau đó bị giải chấp khi mà vi phạm thì sẽ bị ép bán ra anh chị nhé. Có nghĩa là những nhà đầu tư như nào bị thua lỗ và đang cố gồng, bây giờ đến mức mà tài khoản mà gọi là không còn ở trạng thái an toàn nữa nếu mà sử dụng margin, đến nỗi mà bị gọi là gì ạ, côn margin, có nghĩa là cảnh báo đấy anh chị khi mà rơi vào cái mức mà cái lượng cổ phiếu anh chị thế chấp để vay công ty chứng khoán mua thêm một lượng cổ phiếu nữa bây giờ đã không còn đủ cái giá trị do giá cổ phiếu giảm anh chị nhá. Do giá cổ phiếu giảm thì bây giờ nó không còn đủ cái giá trị tối thiểu để thế chấp nữa, thế nên là công ty chứng khoán cảnh báo cho anh chị gọi là call margin anh chị nhá. Và giải chấp là gì? Giải chấp là khi mà nó đã đạt dưới một cái mức gọi là để đủ để thế chấp tối thiểu thì công ty chứng khoán sẽ bán một phần cổ phiếu của anh chị để đảm bảo là cái mức thế chấp đấy nó vẫn đủ cái mức mà tối thiểu mà công ty chứng khoán đưa ra anh chị nhá, thì đấy gọi là giải chấp. Vậy thì những nhà đầu tư nhỉ, trong suốt một cái nhịp giảm như này chúng ta gọi là mua bán rất là nhiều bằng margin, hiện tại đang cầm và dính những cây sàn rất nặng như thế này khiến cho cái tài khoản chúng ta gọi là bị nhẹ anh chị, âm đi nhanh chóng và đến hiện tại bây giờ là đã bị gọi là call margin và giải chấp, có nghĩa là bị ép bán mặc dù không muốn bán nhưng mà công ty chứng khoán gọi là bán một cách tự động anh chị nhé, bán một cách tự động đấy, thì lúc đấy nó tạo ra một áp lực bán trên toàn thị trường và nó tạo ra một cái tâm lý hoảng loạn anh chị nhé. Thì là những cổ phiếu nào mà đầu cơ theo dòng tiền chắc chắn sẽ bị giảm rút tiền bán ra, kể cả nhà đầu tư nào không bị côn họ cũng chủ động bán hết phần margin đi để đưa tài khoản về trạng thái an toàn được chưa. Và những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là đã đưa vào cái danh mục theo dõi với nhau để đánh anh chị nhá, cũng sẽ trước áp lực tâm lý bán ở thị trường đấy cũng sẽ bị giảm giá theo, thì đấy chính là cái thời cơ và cái thời điểm này anh chị có thể mua được rồi. Vậy là đấy là cái gì ạ, đấy là cái hành động mà Sơn đưa ra cho anh chị trong thời điểm hiện tại anh chị nhá. Tiếp này anh chị này, lại hành động này, hành động của Sơn này cũng như là hành động mà khuyến nghị tới anh chị này là Sơn đang canh đạp về quanh vùng 1020 1030 là sẽ thăm dò anh chị nhá, là thăm dò được rồi, vì là cổ phiếu anh chị phân hóa không phải cổ phiếu nào nó cũng đi tìm những cái đáy mới, có những cổ phiếu nó đã loanh quanh ở vùng đáy và không giảm thêm rồi anh chị, chúng ta phải đặc biệt theo dõi nhé, không phải cổ phiếu nào nó cũng phá đáy như VN-Index đâu anh chị nhá, VN-Index đang chịu tác động tương đối nhiều từ các cổ phiếu trụ thuộc VN30 thôi anh chị ạ. Rồi tiếp này anh chị này, về đến 1020 1030 là thăm dò được rồi, kịch bản về 1000 hay là 980 thì chưa có đủ cái dữ kiện và dữ liệu anh chị nhá để chúng ta có thể là khẳng định với nhau là cái việc là 100% về đến đó hay không anh chị nhá, mà chỉ là đang là kịch bản dự phòng thôi thì chưa có dữ liệu này, nhưng về đến đó thì là Sơn sẽ all in hết bằng tiền mặt anh chị nhá, có nghĩa là chuyển từ 100% tiền mặt sẽ thành là 100% cổ phiếu nếu thị trường có về đến cái vùng đấy anh chị nhá. Thế còn cứ gom dần từ vùng 1020 mã cổ phiếu nào mà nó cho điểm mua vùng mua tốt thì là Sơn sẽ thăm dò dần vào anh chị nhá, vào mua gom dần được chưa. Đây và nốt cho anh chị thêm này, đây là cái vùng mua của nhà đầu tư theo trường phái đầu tư giá trị anh chị nhá, là mua tại đáy dài hạn của thị trường, mình đi theo dòng tiền lớn thì an toàn về dài hạn nếu nắm giữ bằng tiền mặt anh chị nhá, lưu ý anh chị vẫn nắm giữ bằng tiền mặt nhé. Vùng 1200 đến 1250 này là vùng nguy hiểm, đa số nhà đầu tư đều hào hứng mua bán, đến đoạn này thì đều hoảng loạn lo sợ
Đấy là hai thái cực tâm lý tương ứng với hai điểm đảo chiều của thị trường. Anh chị có thể canh giải ngân từng phần tại khu vực xác suất xảy ra điểm đảo chiều như Sơn đã chia sẻ anh chị nhá. Đấy, chính là cái điểm hưng phấn anh chị là cái điểm đảo chiều của thị trường, thì cái điểm hoảng loạn nhất của thị trường và chán nản nhất của thị trường cũng sẽ là cái điểm đảo chiều tại đáy. Và nó thể hiện bằng cái tín hiệu như nào, rất nhiều lần Sơn chia sẻ với anh chị đúng không ạ? Bằng một phiên bán cao trào anh chị nhá. Có nghĩa là nhà đầu tư bị ép bán hoặc là bán hoảng loạn ra, không muốn bán cũng bị là giải chấp, hoặc là nhà đầu tư mà thấy thị trường sập mà quá bi quan hoảng loạn cũng bán hết cái danh mục của mình ra. Thì đến cái lúc đấy anh chị nhìn là một cái phiên bán cao trào với cái lực thanh khoản vào tương đối là mạnh anh chị nhé, một cái phiên thanh khoản vào rất mạnh, tương tự như cái phiên ngày hôm nay. Về cái việc mà Sơn không đánh giá phiên ngày hôm nay là phiên cao trào anh chị nhé, nhưng có lực cầu tham gia vào khi mà thị trường bị giải chấp về giá rẻ anh chị nhé, thì đấy là cái tín hiệu đầu tiên cho cái việc là đáy ở quanh đây rồi, có nghĩa là dòng tiền lớn bắt đầu tham gia vào thị trường anh chị nhé. Và dĩ nhiên là tham gia vào thị trường không có nghĩa là từ đấy VN-Index nó sẽ lao vù 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 lên cái vùng 1.100 rồi 1.200, mà nó sẽ mất thời gian tích lũy và gom quanh cái vùng đáy để gom nốt cái lượng hàng trước khi là dòng tiền gọi là giải ngân đủ và đánh một cái vòng mới. Nhưng tuy nhiên đấy đã là cái vùng để chúng ta đi theo dòng tiền lớn để vào bắt ở vùng đáy rồi anh chị nhá. Đấy, thế nên là anh chị chúng ta phải có một cái nhìn khách quan, chứ đôi khi anh chị đang cầm cổ phiếu và đang bị thua lỗ nên đang chịu những áp lực tâm lý, đôi khi nó mất đi hết cả cái sự khách quan của mình trên thị trường. Thế còn nếu mà anh chị nào mà đang trong trạng thái mà cầm nhiều tiền mặt thì anh chị sẽ hiểu được là cái đây là cơ hội chứ không phải là rủi ro, gọi là như cái lúc mà quanh vùng 1.200, 1.250 nữa anh chị nhé. Mà đây là cái vùng mà cái cửa đảo chiều nó đang càng ngày càng sáng rồi anh chị ạ. Rồi, lưu ý tiếp này, một cái lưu ý nữa cho anh chị này. Hành động mua tại vùng đáy thị trường không áp dụng cho tất cả cổ phiếu mà phụ thuộc vào từng cổ phiếu. Do đó, do có sự phân hóa về triển vọng khác nhau sẽ hấp dẫn sự tham gia của dòng tiền khác nhau. Anh chị có thể chú ý các cổ phiếu này có yếu tố cơ bản doanh nghiệp là một trong những điểm tựa để lựa chọn cổ phiếu đầu tư anh chị nhé, là một trong những điểm tựa là trong quý 3 và quý 4 này anh chị nhé, quý 3 và quý 4 này cổ phiếu nào mà thứ nhất là cái triển vọng doanh nghiệp nó tốt với cái kết quả kinh doanh của nó tốt anh chị nhé, thì nó sẽ là cái điểm tựa để thu hút cái dòng tiền, cũng như là một trong những yếu tố khiến cho là nhà đầu tư thị trường gọi là tìm đến trong cái lúc thị trường tạo đáy, được chưa anh chị? Và tiếp nữa anh chị này, vào lúc 14 giờ 16 phút này, khi mà Sơn đã nhận gọi là nhìn thấy một cái tín hiệu này, Sơn đã thông báo anh chị luôn này là có giải chấp anh chị nhé. Cây nến 1 phút này vôn ra đột biến theo một chiều bán, đây là bán một cách chủ động và tự động anh chị nhé. Bán một cách chủ động và tự động nghĩa là như nào, là bán giải chấp đấy anh chị, là cái mà Sơn vừa giải thích cho anh chị đấy, là những nhà đầu tư mà bị ép bán bây giờ và bị vi phạm rồi, công ty chứng khoán automatic tự bán ra cái danh mục để đảm bảo cái tỷ lệ gọi là ký quỹ anh chị nhé, tỷ lệ ký quỹ đấy anh chị. Đây chị nhìn đấy, đây cây nến này, đây anh chị này, đấy cả một cái phiên sáng đấy chưa, thanh khoản nó cứ lẹt đẹt như này, đúng mà đây là cái đây là cái đồ thị 1 phút anh chị nhá, đồ thị 1 phút là mặc định trên VN-Index của Faran đây chị ạ. Đây đến 14 giờ 14 phút anh chị nhìn này, trong có 1 phút này toàn bộ thị trường bị bán, lúc đấy là PVD sàn, PVS sàn, PDR sàn, toàn bộ cổ phiếu chứng khoán sàn hết trong cùng 1 phút thôi. Vậy thì đấy là chính là cái lực bán, là gọi lực bán gì, Sơn gọi đấy là cái lực bán mà chủ động và tự động đấy anh chị nhé. Vậy nên đấy là một cái tín hiệu cho cái việc giải chấp. Và anh chị chú ý cái điều gì ạ, vào cái lúc thị trường giải chấp là bắt đầu lực cầu có vào đối ứng anh chị nhé. Khi mà giải chấp với rất nhiều cổ phiếu ấy, bắt đầu về những vùng mua và giá thấp là bắt đầu có cầu vào đối ứng, có cầu vào đối ứng anh chị nhé. Không những cầu đến từ nhà đầu tư cá nhân, khả năng anh chị nhé, ngày hôm nay này đầu tiên là cầu đến từ nước ngoài, bắt đầu sau những cái nhịp bán dòng rất là nhiều bắt đầu mua dòng, quỹ bắt đầu mua trở lại, không nghĩ đây là đáy nhưng bắt đã bắt đầu tham gia trở lại khi cổ phiếu về những vùng chiết khấu hấp dẫn. Và ngoài ra nữa là tự doanh, chúng ta chưa có dữ kiện nhưng chúng ta để xem là trong cái pha giải chấp vừa rồi, pha giải chấp đến từ công ty chứng khoán đúng không anh chị? Vậy thì chẳng nhẽ nói mình không muốn nói chụp mũ bất kể một vấn đề gì cả, thế nhưng mà công ty chứng khoán họ đang có toàn bộ dữ liệu về cái việc là giải chấp bao nhiêu tài khoản đúng không anh chị, về những vùng giá nào. Vậy theo anh chị ở những cái lúc mà giải chấp là cái thời điểm công ty đó giải chấp ra, thì theo anh chị là tự doanh nếu mà có những cái giá rẻ, giá sàn ở những cái cổ phiếu mà triển vọng, vì là tự doanh họ cũng không đánh theo T cộng mấy anh chị, họ đánh theo cái chu kỳ nó trung hạn và dài hạn cơ, và những cổ phiếu chiết khấu và những vùng giá tốt, theo anh chị là liệu tự doanh ngày hôm nay có mua dòng không, thì chúng ta cùng đợi cái dữ kiện vào lúc tối nay nó sẽ công bố anh chị nhé, hoặc là ngày mai chúng ta sẽ lại view lại với nhau xem liệu ngày hôm nay tự doanh có mua dòng không. Khi mà tự doanh là gì, tự doanh là các công ty chứng khoán này anh chị,
khi mà các công ty chứng khoán bán giải chấp tài khoản của khách hàng, các tài khoản vi phạm tỷ lệ ký quỹ, thì liệu lúc đấy tự doanh có gom không anh chị nhá? Chúng ta sẽ cùng xem cái tín hiệu đấy. Nếu có những cái tín hiệu đấy thì chúng ta là thấy được rằng là bắt đầu là có những cái gì anh chị, có những cái dấu hiệu đầu tiên cho cái việc là cổ phiếu bắt đầu chuyển từ tay những nhà đầu tư cá nhân, những weak hand, những là nhỏ lẻ, weak hand là nhà đầu tư yếu tay đấy, cắt lỗ này, rồi bắt đáy này, bị rũ bỏ này, vân vân. Tóm lại là bắt đầu có tín hiệu là cổ phiếu bắt đầu chuyển từ tay nhà đầu tư nhỏ lẻ, từ các weak hand sang tay của các nhà đầu tư gọi là nhà đầu tư lớn. Bắt đầu dòng tiền bắt đáy là smart money, dòng tiền lớn của các cá mập, rồi cá voi, của tạo lập, của tổ chức, vân vân. Tóm lại là các dòng tiền lớn bắt đầu chuyển sang tay của các nhà đầu tư là như thế anh chị nhá. Và cái đặc điểm anh chị này, chúng ta đang gọi là view với nhau không phải là bằng cảm tính anh chị nhá, và cũng không phải là chia sẻ một cái cách gọi là vu vơ, mà tất cả những cái điều mà chúng ta nghiên cứu và cảm nhận thị trường, và chúng ta nghiên cứu hiện tại trên cái thị trường như thế này, thì chứng khoán Việt Nam là thị trường tương đối là non trẻ khi mà mới được có 20 năm anh chị. Trong khi mà cái chứng khoán thế giới anh chị nó có 200 năm rồi, và những cái thị trường mới nổi ấy, như Việt Nam này, thì những cái hành vi và cái hành động này thì đều được ghi nhận ở tất cả những thị trường lớn trên thế giới rồi. Và cái bản chất đến từ cái việc cung cầu là không thay đổi anh chị nhé, và chúng ta đang đánh giá hoàn toàn dựa trên yếu tố cung cầu. Để thấy được cái gì anh chị, thấy được là người ta gọi là cái gì ạ, những con số biết nói anh chị, và nó đang diễn giải một cái điều gì thì Sơn đang diễn giải cho anh chị đúng không ạ? Vậy thì khi mà cổ phiếu bắt đầu lượng hàng anh chị quanh cái vùng 1.200, 1.250 được chưa, đã phân phối hết cho nhỏ lẻ và sau đó đã rũ rất là mạnh được chưa, và tiếp tục là bây giờ là những cái tay to và tạo lập đang gom trở lại cái lượng hàng ấy rồi, và khi gom đủ anh chị nó sẽ tạo một cái nền giá ở dưới này anh chị nhé, một cái nền giá chạy ở dưới này, Sơn ví dụ thôi, vẽ minh họa thôi. Và sau khi tạo một cái nền giá gom xong, hay người ta gọi là cái tích lũy ở đáy, và bật thoát khỏi cái mô hình nền giá tích lũy đáy này để xác nhận cái gì ạ, là cái đáy này, đây Sơn chưa, đây để ví dụ thôi nhá, thì khi tích lũy xong phá cái biên độ này ra thì nó tạo một cái vùng tương tự như thế này anh chị nhá, đây chị này rơi hết cỡ này được chưa, tạo một vùng biên độ tích lũy phá đi, xác nhận đây là đáy được chưa. Dĩ nhiên là cái nhịp này nó sẽ không dài như thế này, đây là cái đao chen trong dài hạn, đao chen trong cả một năm, nó khác cái nhịp này nhiều anh chị, nhịp này đâu đó mới được có tháng 2 tháng thôi, nó khác, sẽ là thời gian tích lũy ít hơn, nhưng mà như thế nó sẽ xác nhận cái đáy, hay nói khác là tạo lập đã gom đủ hàng, toàn bộ cổ phiếu đã từ những nhà đầu tư gọi là từ những nhỏ lẻ và weak hand đã quay trở lại với cả tạo lập, và chúng ta sẽ có một vòng mới đánh lên một sóng mới chị nhá. Đấy, Sơn diễn giải cho anh chị là cái ngày hôm nay đang thể hiện cái điều gì và tích cực hay tiêu cực. Tiêu cực thì là có tiêu cực, thứ nhất phá đáy được chưa, thế nhưng mà phải phá những cái nhịp mà mạnh như thế này thì chúng ta mới có đáy anh chị, chứ còn cứ lừng khừng đi ngang này không hấp thụ dòng tiền mới làm sao mà reset được dòng tiền, làm sao mà chia là bán mới đúng không anh chị? Nó phải có những cái phiên gọi là bán cao trào như thế này thì mới gọi là ép hết tất cả những nhà đầu tư mà lì lợm nhất phải ra hàng, thì chúng ta sẽ có vòng mới anh chị nhá. Đấy, phiên hôm nay đang vận động như vậy đấy. Sơn đánh giá tích cực là cái việc là ngày hôm nay khi mà rất nhiều cổ phiếu rơi về vùng giá tốt anh chị nhá, là đã có lực cầu vào rồi, có lực cầu bắt đáy vào rồi anh chị nhá, có lực cầu bắt đáy vào thể hiện là thanh khoản này, cao hẳn lên anh chị này. Cái lực bán ra anh chị, ok đồng ý bán từ việc thủng đáy, rất nhiều nhà đầu tư đặt mất đáy 1037 là bán, ok đồng ý, có lực bán chủ động rồi, có lực bán tự động đến từ việc giải chấp có đúng không ạ, nhưng mà có cầu đối ứng anh chị nhé, có cầu đối ứng rồi thì đây là một tín hiệu đầu tiên của việc tạo đáy. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần gọi là chờ với nhau là cái gì ạ, một cái phiên bán cao trào, bán hoảng loạn, có thể là ngày mai, có thể là tuần sau đúng không anh chị, nhưng mà Sơn đánh giá là trong cái trung tuần của tháng 11 này là VN-Index sẽ có đáy anh chị nhé, sẽ có đáy, còn cái đáy nó ở 1020 hay là 1000 hay là 980 đấy anh chị, như là Sơn đã chia sẻ với anh chị đấy, nó không quá quan trọng, trong lần trước chia sẻ với anh chị đúng không ạ, nó không quá quan trọng, quan trọng là anh chị có tiền để có thể là mua ở đáy dài hạn không, nếu khi đáy dài hạn có, và những cái cổ phiếu đã chiết khấu vùng hấp dẫn để cầm cho những cái sóng tăng mới, liệu lúc đó chúng ta có chủ động được kế hoạch không, và anh chị đã chuẩn bị vốn
và cái kế hoạch mua bán như thế nào, cụ thể như thế nào rồi. Giả dụ như cổ phiếu nào mua ở vùng giá nào với bao nhiêu tiền, gom ra bao nhiêu lần, bao nhiêu bước chúng ta đã có chưa? Nếu chưa có chị lập ngay kế hoạch đi ạ. Vì lý do là hiện tại đang là cái thời điểm để chúng ta đi săn rồi anh chị nhá. Rồi, khách quan là như vậy đúng không ạ? Ok. Vậy thì kịch bản tiếp theo thì ngày mai Sơn đánh giá là nếu mà có giảm tiếp thì nếu mà có giải chấp diễn ra tiếp anh chị nhá, thì cũng vô cùng thuận lợi để chúng ta có thể là có những cái vùng giá tốt để gom thôi. Và cái góc nhìn của Sơn cũng đưa ra hành động cho anh chị trong thời điểm này vẫn nhất quán không thay đổi. Đó là gì? Sơn sẽ mua gom cổ phiếu dần cho đến hết toàn bộ cái lượng tiền mặt quy đổi thành cổ phiếu, chia ra gom dần, và khi nào mà thị trường tạo đáy thì đấy là lúc mà Sơn sẽ phun hết toàn bộ tiền mặt. Được chưa anh chị? Hành động là như vậy, và Sơn hành động như thế nào thì Sơn sẽ chia sẻ với anh chị và hướng cho chị như thế anh chị nhá. Còn đúng sai cứ để thị trường trả lời anh chị ạ. Nếu mà chúng ta mua mà VN-Index rơi vào một cái downtrend gọi là trong dài hạn, có nghĩa là như nào, các cổ phiếu anh chị mua vi phạm lỗ 10%, có nghĩa là anh chị mua tại cái vùng mà chiết khấu bao nhiêu phần trăm rồi anh chị. Rất nhiều cổ phiếu đang chiết khấu đến 35 đến 40% rồi mà anh chị mua, được chưa? Vẫn lỗ thêm 10% thì anh chị thoát. Được chưa? Có nghĩa là cổ phiếu sẽ giảm đến 50% mà vẫn chưa chứng lại đà rơi. Đúng không ạ? Thì có nghĩa là cổ phiếu đấy là chúng ta đang trong một cái downtrend dài hạn rồi. Nhưng mà Sơn không đánh giá cái kịch bản đấy nó cao anh chị. Vì lý do là cái nhịp rơi nó rất thấp. Kể cả cổ phiếu của anh chị có rơi đến 50% thì cái khả năng là một cái nhịp sóng hồi sắp diễn ra là rất cao anh chị nhé. Thành ra anh chị bây giờ bán bây giờ là khả năng rất cao anh chị bán vào đấy, rất cao bán vào đấy, kể cả VN-Index có giảm thêm một hai phiên nữa, nhưng mà với cái đà rơi thấp như này anh chị hoàn toàn có thể rơi như này, rơi như này anh chị. Giả dụ rơi về 1.000 đi, bật lên cái chữ V này ngay, được chưa? Bật lên chữ V không sao nữa, rồi lắc lại tích lũy lại cái này ở đây đấy. Giả dụ vào kịch bản này anh chị nhá, thì anh chị bán bây giờ nó quá muộn. Nếu anh chị không chủ động cái việc an toàn tài khoản thì những cái lúc này ai bán ấy là những người bị ép bán, ép phải bán bằng được. Anh chị không nên gọi là chúng ta giao dịch theo cái thị trường nó cuốn chúng ta theo anh chị nhé, bị động mà không chủ động kế hoạch. Cái lúc mà người ta đang xem xét giải ngân và canh mua thì không phải là cái lúc chúng ta canh bán nữa rồi. Thế còn cái lúc mà người ta còn đang hào hứng này chị này, hai cái đỉnh đảo chiều của thị trường đấy anh chị, khi người ta còn hào hứng mua bán với nhau thì đấy mới là cái lúc anh chị bán. Còn khi người ta hoảng loạn bán ra thì là lúc anh chị mua, đúng chưa? Tôi đã chia sẻ với anh chị rồi đấy ạ, đúng không ạ? Vùng 1.200-250 là vùng nguy hiểm, đa số nhà đầu tư đều hào hứng mua bán. Nếu đoạn này đến đoạn này đều hoảng loạn lo sợ, đấy là hai thái cực tâm lý tương ứng với hai điểm đảo chiều của thị trường. Anh chị nhá, hai điểm đảo chiều của thị trường. Hai thái cực khác nhau đấy anh chị. Vậy nên anh chị biết là mình phải làm gì đúng không ạ? Sơn sẽ gom anh chị nhá. Sẽ gom cho hết tiền mặt. Và trong Zoom khách hàng của Sơn ngày hôm nay đã gom rồi, đã bắt đầu gom rồi. Vì nhiều cổ phiếu Sơn đánh giá là đã vào những cái vùng mua ổn này, những cái vùng mà thăm dò rồi anh chị nhá. Ví dụ một vài cổ phiếu cho anh chị nhá, nếu xem các anh chị nào có gọi là chung cái quan điểm và tư tưởng không anh chị nhá. Rồi, HAG đi, HAG anh chị, chúng ta đã có gọi là view với nhau là cái xác suất nó tạo đáy ở quanh cái vùng 7.5 đúng không ạ? Vùng 7.5 này xác suất đã là tạo đáy trong dài hạn, được chưa? Và đang có những cái đáy nâng dần lên. Vậy nên là Sơn đánh giá là quanh cái vùng 8 chấn này là điểm mua. Được chưa? Hôm nay nhìn này, anh chị nhìn này, bán hai phiên này thanh khoản ra không có nhiều lắm. Đúng chưa? Trong khi là những cái phiên gom vào và tạo đáy bật lên rất mạnh. Vậy thì nếu mà trong một cái kênh dài hạn này thì Sơn đang view là gì anh chị? View của H3G này đã tạo một cái vùng nền tích lũy đáy từ suốt cuối cái năm 2022, được chưa? Cho đến tận đến thời hiện tại bây giờ là một năm rồi anh chị. Và bây giờ BR nó đang vào cái pha gì ạ? Cái pha rũ bỏ cuối cùng trước khi gọi phá khỏi cái biên độ vận động này và đi lên vào một cái gọi là cho một cái cơ hội là thay đổi, gọi là trên được character anh chị, là thay đổi cái tính chất của nó từ cái pha tích lũy chuyển sang pha tăng giá mới sau khi đã tích lũy một nền giá suốt một năm. Và Sơn đánh giá nếu mà cái pha 7.5 này anh chị này là những cái pha rũ bỏ cuối cùng, là cái pha gọi là test cái lượng cung cuối cùng không có thanh khoản bán ra nữa và dòng tiền đã bắt đầu tham gia trở lại, được chưa anh chị? Liên tục tham gia trở lại thì khả năng rất cao là cái nhịp mà VN-Index tạo đáy này cũng là cái nhịp gọi là gì ạ, rung lắc cuối cùng của khối HAG này. Vậy nên là Sơn sẽ thăm dò của HAG này quanh giá 8 anh chị nhá, quanh giá 8. Dĩ nhiên là trong cái phiên ấy nó giật lên giật xuống nó rất là nhanh, chân dài thì dâu dài như nào chúng ta nhìn những cái phiên trước chúng ta biết đúng không ạ? Nhưng mà quanh giá 8 thì là Sơn đã gọi là xem xét thăm dò 7.9, 8 chấm đều thăm dò được anh chị nhá. Chúng ta cùng cắt lỗ cũng tương đối là gần, được chưa anh chị? Mất 7.5
cùng lắm là mất đáy đúng không ạ, gãy kênh mất đáy anh chị bán để mua lại cổ khác sau có 5% thôi. Thế còn nếu mua đúng thì sao anh chị? Mua đúng nhé, cổ phiếu này sẽ vượt, thứ nhất là vượt chín thấy chưa, thì là chúng ta có bao nhiêu, 12 đến 14% rồi, vượt chín rung lắc lại tiếp tục phá cái biên độ tích lũy lên vùng 10 có 26%, và trong chung dài hạn phá những cái đỉnh 10 này lên những cái vùng bao nhiêu anh chị, 11.5 này, 12 này, thì là trong chung dài hạn chúng ta phải kỳ vọng với nhau những khoản lợi nhuận cao hơn nữa anh chị nhé. Ok chưa, đấy là một trong những cổ phiếu mà Sơn gọi là tham gia và cho khách hàng tham gia hạn thời điểm hiện tại, chia sẻ với anh chị nhé. Rồi ok, tiếp cổ phiếu nào nữa, BR anh chị. Hôm nay Sơn cho khách hàng mua quanh vùng 17, mặc dù là về chưa đến 17 nhưng mà 17.2 cũng được, loanh quanh cái vùng này. Thứ nhất là vẫn cho trên một cái diện, trên một cái góc nhìn về cái việc là triển vọng của cổ phiếu này là một, và thứ hai là nhìn cái hành động giá đến từ cái việc là dòng tiền gom suốt thời gian qua khi mà tích lũy quanh cái vùng đáy này đến tận tháng mấy anh chị, đến tận tháng 7 bắt đầu mới thay đổi cái xu hướng được chưa, từ một pha tích lũy tạo đáy thành công này, tích lũy rồi này, bước vào một pha tăng giá mới, và trong con đường tăng giá mới anh chị liên tục là thanh khoản tham gia vào cổ phiếu này, với cái việc là những câu chuyện riêng của cổ phiếu Sơn đã từng chia sẻ với anh chị rất nhiều lần. Nếu anh chị nào chưa xem anh chị có thể là vào cái mục danh mục phát ở trên kênh anh chị nhé, anh chị tìm cái video là triển vọng trung hạn dài hạn của cổ phiếu BSR thì Sơn đã làm cái video về cái cổ phiếu này rồi. Vậy nên đây là cái cổ phiếu mà Sơn đánh giá là đang về những cái vùng mua, là cái vùng nền gom tích lũy của dòng tiền lớn, vậy nên cái cơ hội nó tạo đáy quanh đây và tích lũy được quanh đây thành công và bước quay trở lại cái nhịp tăng của nó trong trung hạn là rất sáng anh chị nhé. Vậy nên là cái vùng gom của Sơn là đầu tiên quanh 17 ạ. Chúng ta cứ gom dần quanh 17, nếu mà trong những phiên giải trước có giá tốt hơn chúng ta mua tiếp anh chị nhé, gom ở những cái vùng quanh 17 này và đánh giá cái vùng VPA của nó quanh vùng bao nhiêu chị, 16 đến 17 này là vô tư ở những cái nền giá như này. Lần đầu tiên rơi về những cái nền giá này thì trước mắt anh chị ạ, có thể đánh được cái nhịp T cộng đã, đó là gì, cổ phiếu bật lại với những nhịp sóng hồi đầu tiên là như thế đã. Thế còn nếu mà tạo đáy thành công ở những cái vùng trung hạn này thì sao anh chị, thì chúng ta hoàn toàn để cầm với nhau dài hạn hơn với những tỷ sinh lời tốt hơn anh chị nhá. Đấy, ngày hôm nay ngoài cổ phiếu BR PVS ra, Sơn tiếp tục cho khách hàng mua cổ phiếu gì anh chị, HUT anh chị nhá, TABCO. Câu chuyện của nó thì nói ra thì hơi dài, Sơn sẽ làm cái video riêng, nhưng tóm lại là HUT anh chị, nếu mà nhìn phần phân tích kỹ thuật anh chị, đã có một nhịp giảm mà rất là sâu anh chị, từ vùng 29 về đến thời điểm hiện tại bao nhiêu anh chị, 42 43% rồi, về đến cái vùng nền tích lũy của nó suốt gọi là từ năm 2022 đến giờ rồi anh chị, từ cuối năm 2022 khi tạo đáy thành công được chưa, về đến cái vùng nền tích lũy, và ngoài ra nữa anh chị nhìn lại một cái nhịp rơi rất là dốc được chưa, lần đầu tiên về những vùng hỗ trợ của nó tương đối là mạnh, là về cái nền giá tích lũy của nó rất lâu rồi, thì cái khả năng là HUT này sẽ có một cái nhịp hồi rất là sáng trong cái ngắn hạn. Vậy thì chúng ta ngày hôm nay là Sơn cho khách hàng bắt quanh cái vùng là 16.5 đến 16.8 anh chị nhé, 16.5 16.8. Thực ra là Sơn view anh chị là nếu có giải chấp mà cổ phiếu này về quanh được 16 thì bắt quanh 16, nhưng cái lúc nó không về quanh 16 được. Vậy nên là bắt ngày 16.5 16 quanh 16.5 là ok rồi. Được chưa? Vì là quan trọng nhất là cái điểm mua của chúng ta mua đúng anh chị thì không quan trọng lắm, 0.1 0.2 không quan trọng vài like, vì đã mua đúng thì là hàng về kiểu gì có lợi nhuận không ít thì nhiều. Thế còn đã mua sai thì có căn ke 0.1 0.2 hàng về vẫn vi phạm cắt lỗ bình thường, đúng không anh chị? Vậy nên cái thời điểm quan trọng hơn cái mức giá rất là nhiều. Và thêm nữa anh chị, ở một cái nền giá tích lũy của nó suốt từ đầu năm, à từ cuối năm 2022 đến giờ, được chưa? Về quanh cái vùng 16 này anh chị, 15.8 16 này cũng là cái vùng VPA của nó rồi. Là cái lực đỡ của dòng tiền lớn. Đây chị nhìn nhá, lực đỡ của dòng tiền lớn quanh cái vùng này là sáng rồi. Anh chị ạ. Nên là mua được. Đánh trước mắt đánh nhịp T cộng đã. Rơi khỏi quá xa khỏi cái giải Bollinger đúng không ạ? Bollinger Band đúng không? Đúng chưa? Rơi khỏi kênh rồi. Cái việc mà rũ bỏ khỏi kênh này xong quay trở lại kênh để có một cái nhịp hồi phục là chúng ta hoàn toàn để kỳ vọng được với nhau chị nhé. Vậy nên là chúng ta à không phải chúng ta mà là nghĩa là Sơn cũng gọi là chia sẻ với anh chị cái cơ hội của cái HUT này. Thứ nhất là đánh được một nhịp trong ngắn hạn ạ. Được chưa? Còn nếu tạo đáy thành công quanh cái vùng 16 17 này thì chúng ta hoàn toàn có thể là nắm giữ cho cái chu kỳ dài hơn để có những khoản lợi nhuận tốt hơn nữa anh chị nhé. Cái cổ phiếu này vào pha chạy chạy rất là khủng khiếp đấy, trong thời gian qua Sơn cũng canh khá nhiều lần nhưng mà nó dướn lắm, không vào. Đến hiện tại bây giờ chiết khấu thì Sơn mới đánh giá là bắt đầu về vùng chiết khấu đủ rồi. Tuy nhiên anh chị nhá,
trong tất cả các cổ phiếu ngày hôm nay mua đều cho khách hàng mua là chia lệnh ra mua gom anh chị nhé. Khi đúng chúng ta sẽ gia tăng, còn khi sai vi phạm chúng ta sẽ cắt. Đấy là quan điểm của Sơn đúng không ạ? Anh chị theo dõi biết hết rồi ạ. Và chúng ta bắt không phải là bắt vu vơ trên cái đường rơi của nó đâu anh chị, mà chúng ta đã view với nhau về những cái nền giá, về những cái gì ạ, về những cái mà điểm đỡ của dòng tiền lớn rồi anh chị nhé. Tiếp nữa, ngày hôm nay có cổ phiếu bắt có lãi ngay là cổ phiếu DCM anh chị nhé. Khách hàng của Sơn đều biết hết là cái vùng bắt của cổ phiếu này. Hôm ngày hôm nay Sơn đã báo cho chị là bắt quanh 26 anh chị nhé, bắt quanh 26, lúc có giải chấp có quanh 26, bắt quanh 26, chính xác là quanh 26. Thực ra cái lúc đấy là ở trước ATC cổ phiếu này vẫn quanh 26 anh chị. Đây là ATC kéo ATC lên, chắc là quỹ cơ cấu hay như nào đó hoặc là có lực cầu vào. Nhưng mà cổ phiếu này anh chị rơi rất là dốc rồi. Và Sơn đánh giá là chiết khấu ở trong cái nhịp như này là đủ cho một cái nhịp rơi, được chưa ạ? Và cổ phiếu này khả năng rất cao là sẽ bắt đầu vào nhịp sóng hồi. Cứ hồi đã anh chị. Anh chị bắt là 26. Cái vùng cắt lỗ là quanh cái vùng nền giá rồi. Nó chỉ quanh 25 này thôi là đã là cái nền giá của nó là trước đó rồi anh chị. Được chưa ạ? Vậy nên là quanh vùng 26 thì Sơn đánh giá là khả năng có nhịp hồi là rất cao. Vậy anh chị bắt luôn là quanh 26. Ngày hôm nay là mua xong thì ATC đang được lãi khoảng hơn 3%. Thì mình sẽ kỳ vọng cổ phiếu này nếu mà tiếp tục mà trong những phiên tới không mất đi 26 thì là đẹp nhất. Sẽ tiếp tục kéo lên những cái vùng trên này anh chị. Đầu tiên những cái vùng gap của nó mở ra, sẽ quay lại test lại những cái vùng nền giá và gap quanh cái vùng 29-30 đã thì lợi nhuận đâu đó khoảng 10-12% cho một pha bắt đáy là rất ok chị nhá. Được chưa? Vậy là chia sẻ chị mấy cổ phiếu rồi. 1 này. 2 này, 3, 4 cổ phiếu rồi. 4 cổ phiếu rồi anh chị nhá. Để xem còn cổ phiếu nào ok nữa không. Rồi, cổ phiếu PVS. PVS ngày hôm nay thì nó nhúng xuống cái giá sàn lên 31.5. Nó rất là cấp gáp, Sơn thì Sơn cũng không kịp tham gia. Nó nhúng về giá sàn đâu đó khớp chỉ có một tí thôi, 31.7, giá sàn là 31.5 này, gần như là nó không thể hiện cái khối lượng khớp trên đây. Vậy nên là cái cây nến này nó đang thể hiện nó chưa rõ thôi. Thế nhưng mà Sơn đã đánh giá với anh chị rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Nếu cổ phiếu này, PVS này, nếu mà về những cái vùng hỗ trợ mà gọi là lần đầu tiên nó quanh vùng bao, thứ nhất là quanh vùng 31, 31.5 này, được chưa anh chị? Và một cái vùng dự phòng nữa là quanh vùng 29. Rồi, cái vùng này là vùng đấy Sơn đã gọi là kẻ sẵn đây anh chị này, là cái vùng mua gom cổ phiếu này. Có nghĩa là quan sát, đây chính là cái vùng một chiết khấu mà Sơn đánh giá là đủ một cái nhịp của PVS để có thể là có cơ hội tạo đáy. Và đây chính là cái vùng mà Sơn tham gia và sẽ mua gom dần ở cái vùng này. Ngày hôm nay thì là nó về 31.5 gọi là chỉ trong tích tắc thôi. Và nó kéo chân lên rất vội và chúng ta cũng không đi đâu mà vội vàng cả. Nó kéo vội như thế chúng ta cũng chưa tham gia được thì chúng ta cứ thong thả canh mua những nhịp sau. Nếu mà nó có giá quanh cái vùng này vẫn là cái vùng gom của chúng ta, quanh cái vùng mà ba từ cái vùng 31.5 này đi cho đến cái vùng 30 này vẫn là quanh cái vùng gom này. À xin lỗi chị, 29 được chưa? Tóm lại là trên bên sàn HNX anh chị nhá, nó có những cây nến mà nó rút chân hoặc là cái dâu nến và cái đuôi nến rất dài vì lý do nó không có cái phiên ATO anh chị. Nên là đôi khi là hơi nhiễu cái chỉ báo mà Fibo cũng như là chỉ báo Ichi lấy cái giá tham chiếu là cái giá là cao nhất thấp nhất trong phiên chứ không phải lấy giá đóng cửa anh chị nhá. Vậy nên là cái Ichi cũng chỉ là cái Fibo 50 thôi mà anh chị. Đúng không ạ? Thì những cái gọi là chỉ báo đấy nó hơi bị nhiễu một chút. Vậy nên chúng ta phải xem những cái vùng nền tích lũy và cái biên vận động nó để đưa ra một cái vùng theo dõi và mua gom. Thì đây là cái vùng mà Sơn cũng đang canh canh của PVS này anh chị nhá. Rồi ok được chưa anh chị? Vậy là chúng ta đã có với nhau là 1 2 3 4 5 cổ phiếu rồi, 5 cơ hội để anh chị lựa chọn rồi anh chị nhá. Thì hy vọng là trong cái nhịp tới này kể cả thị trường có những nhịp hoảng loạn anh chị nhá, có những vùng giá đẹp hơn. PVS có những vùng giá trong vùng mua của chúng ta 29, 30, 31 gì đó chẳng hạn, thế chúng ta phải tùy vào cái vận động trong phiên và cái biến động để chúng ta đưa ra được cái thời điểm mua nó phù hợp anh chị nhá. Thời điểm mua phù hợp quan trọng hơn là cái giá mua anh chị nhá. Rồi BR anh chị nhá. Nếu mà có cái giá quanh cái vùng gom mua ấy, Sơn chia sẻ anh chị đúng không ạ? 16, 17 gì đó có giá cứ mua. Sai về tính sau anh chị. Đúng không ạ? Vì chúng ta đã cầm rất nhiều tiền mặt từ quanh cái vùng 1200, 1250 chốt đi, thu rất nhiều lợi nhuận về túi rồi. Hiện tại bây giờ đang là cơ hội để giải ngân trở lại anh ý. Đúng không ạ? Trong ngắn hạn nó đang là rủi ro nhưng nó là cái cơ hội trong trung dài hạn đúng không anh chị? Được chưa? Rồi HAG anh chị nhá, cứ gom thôi 7.9 ạ. Thủng đáy 7.5 thì anh chị hãng cẩn trọng mà bán ra, còn không cứ quanh 7.9 là Sơn đánh giá là gom được. Được chưa? HUT đúng không ạ? Được chưa? Gom được anh chị nhá. Rồi DCM gom được anh chị nhá. Trước tiên đánh một nhịp sóng hồi hết anh chị nhá, tất cả đều đóng nhịp sóng hồi đã. Khi nào tạo đáy thành công sẽ gia tăng sau, đánh trung dài hạn sau. Cứ đánh sóng hồi đã anh chị nhá. Thị trường có những pha hoảng loạn như này chúng ta mới có giá tốt để mua chứ đúng không ạ? Ngoài ra nữa cũng có rất nhiều cổ phiếu chia sẻ với anh chị HCM đấy anh chị này.
anh chị nhá. Anh chị nào yêu thích nhóm chứng khoán liên hệ với Sơn nhé, Sơn sẽ lấy cho anh, gọi là view cho anh chị những cái điểm mua đẹp những cổ phiếu như này. Của HCM chỉnh nốt nhịp này thôi là xong rồi đấy anh chị nhá. Đây là cổ phiếu mà Sơn sẽ tham gia trong nhóm chứng khoán, chứ không phải là những cổ phiếu mà vốn hóa lớn anh chị nhá, mà là sẽ là cổ phiếu này HCM VCI anh chị nhá. Điểm mua ở đâu, canh ở đâu nhá, thì chúng ta sẽ view với nhau ở trong những cái video clip tiếp theo, hoặc là trong những cái câu hỏi chị có thể join Zoom Zalo nhé. Anh chị chưa tham gia Zoom Zalo, quét mã QR có phải màn hình hoặc tham gia theo đường link ở phần mô tả để join ngay Zoom Zalo này. Có cái tín hiệu gì về những cái cơ hội rồi những cái diễn biến của thị trường, Sơn cập nhật ngay cho anh chị nhé. Còn anh chị yêu quý thì có thể liên trực tiếp với Sơn để tham gia vào cái Zoom tín hiệu đi lệnh không chat, bao gồm là một cái Zoom gì anh chị, là một Zoom chung dài hạn cho anh chị đánh chu kỳ chung dài hạn, giải ngân là gọi là không có quá nhiều thời gian bám bảng, chúng ta đánh nhá, đầu tư, và một Zoom lướt sóng để đánh theo các cái tín hiệu ngắn ra vào liên tục cho anh chị yêu thích và lướt sóng anh chị nhá, là Zoom của team anh chị nhá. Thì liên hệ trực tiếp với Sơn và chuyển ID về mã ID tư vấn của Sơn bên VPS là mã BGH, thì Sơn sẽ add anh chị vào những cái Zoom tín hiệu này để anh chị có những cái tín hiệu để chúng ta đã qua một cái lần lọc hơn 20 anh em lọc tín hiệu cho anh chị, và ngoài ra sau khi lọc xong phải được sự phê duyệt nhất trí của đại đa số anh em mới quát lên để cho chúng ta anh chị tham khảo mua bán anh chị nhá. Và sau khi mua thì cũng là bám sát để đưa ra những cái quản trị rủi ro và bán cho anh chị ở những cái điểm target chốt lời hoặc là vi phạm cắt lỗ để đảm bảo cái gì ạ, tránh thiệt hại tài khoản của chúng ta đến cái mức không kiểm soát và không quản trị được anh chị nhá. Rồi ok, và thêm một lần nữa thì anh chị yêu quý thì xem video này sau thì nhớ là like video này cũng như là comment thả tim vẫy tay chào anh em, cũng như là để khích lệ tinh thần Sơn để tiếp tục và cống hiến nhiều hơn và làm những video chất lượng hơn gửi tới anh chị, không những là những video mà tổng kết thị trường mà thời gian tới sẽ là những cái video về chuyên mục là hướng dẫn những cái kiến thức về nền tảng cơ bản trong quá trình đầu tư để anh chị có những hành trang để tham gia vào thị trường mà đầy biến động này anh chị nhé, và tương đối rủi ro. Ok, xin chào anh chị nhé và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Xin chào ạ.